Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin lạnh người với các chia sẻ làm truyền thông và kiếm tiền của các sư thầy. Ngày 15 tháng 9, AFA Tuyến Việt đăng bài bình luận của blogger Nguyễn Nhân với tựa đề "Thượng Tọa thích bổ chánh tiền vô như nước sông đạn". Tác giả đề cập đến một cuộc họp tại Học viện Phật giáo, tại Học viện Phật giáo Việt Nam, được lan truyền trên mạng xã hội gần đây, bàn về cách kiếm tiền cho các chùa cuộc họp có sự hiện diện của thượng tọa thích nhật từ chủ trì chùa giác ngộ sài gòn hòa thượng thích vũ chánh chủ trì thiền viện phước sơn đồng nai và khoảng một chục vị sư khác có nam có nữ tại đây thượng tọa thích vũ chánh đã có một bài phát biểu để đợi và đây là hình bài trên ASA. tác giả dẫn hiến kế kiếm tiền của hòa thượng thích vũ chánh qua zalo và viber hòa thượng chánh cho rằng giữ quần chúng cho phật giáo là việc phải làm những người có điều kiện, họ muốn cúng thì sẵn dịp đám cưới, đám mai gì đó của họ, họ mới chuyển cho mình được, ít nhiều gì cũng có góp gió thành bão. Việc Hòa Thượng Chánh biết kiếm tiền qua truyền thông là nhờ nghe lời khuyên của Thượng tọa Nhật Từ nên tiền vô như nước sông Đà. Tác giả cho hay, bài phát biểu cực kỳ sinh động của Hòa Thượng thích bổ Chánh nhận được nhiều tràng cười và vỗ tay ủng hộ. Tác giả cũng dẫn lời Thượng tọa thích Nhật Từ nói trong bầu không khí phấn khởi đó và chứng tỏ đẳng cấp tuyệt đỉnh của mình Bây giờ chúng ta có một đội truyền thông Thì lúc đầu mình phải bù lỗ Nhưng vậy sao quý ngài an tâm Chẳng những con không phải bù lỗ Mà toàn bộ các hoạt động Phật sự của con Trong bao nhiêu năm qua Quý ngài thấy Đóng góp cho học viện này Nhiều phương diện Tới bây giờ là không dưới 70 tỷ đồng Cho viện Phật học Việt Nam Cũng là mười mấy hai chục tỷ Những gì mà con phụ trách Là con đều bỏ tiền túi Ba lần đại lễ Phật đảng toàn quốc mỗi lần cả chục tỷ, chứ không phải chỉ có đóng góp công sức, chất xám, thời gian không, mà luôn cả nguồn tịnh tài. Cái đó từ đâu ra? Từ các fan hâm mộ trên cộng đồng mạng. Con còn không biết họ là ai. Nói thẳng ra vậy, nhưng mình đi tới đâu cũng có người nhận ra mình. Đi tới phi trường, lên máy bay, đâu cũng có người nhận ra, thì đó là cái nguồn an ủi lớn. Bằng cách đó thì có những lời thị phi, cố gắng hoan hỷ, coi như không có gì. Và đây là hình Hòa Thượng Thích Bụ Chánh. Tác giả dẫn tiếp lời Hòa Thượng Thích Bụ Chánh. Phải công nhận, Thượng Tọa Nhật Từ là người nổi nhất, nổi tiếng nhất, tức là giỏi nhất, nhưng cũng bị chửi nhiều nhất, cho nên có kinh nghiệm để mà quá giải. Riêng phần con thì con xin chia sẻ một chuyện. Có một lần có phái đoàn Đài Loan tới đây, lúc đó con đang ở văn phòng, Ngài T.M. kêu ra mời sư ở lại giữ chai tăng, Đài Loan cúng cho nên mình ráng mình ở lại, Hôm đó chỉ có vài vị trong hội đồng điều hành thôi. Thì lúc mà bắt ấn để hóa giường thì con cũng làm bắt ấn luôn. Cái ông phóng viên, ông lại chụp cái hình đó rồi ông đưa lên mạng. Trời ơi, con bị truyền thông, con bị nó chửi te tua là ông sư theo Phật giáo Nguyên Thủy mà giờ theo bắt ấn này kia. Giờ giải pháp như thế nào? Im lặng là vàng, mặc kệ nó, nó nói gì mặc kệ nó, không quan tâm. Giờ mình lo, không dám làm thì mình đâu có thành công được. Một lần nữa, cảm ơn Thượng tọa Nhật Từ đã khuyến khích con làm truyền thông trong các bài Pháp, cho nên bây giờ đi đâu cũng khỏe ra. Các trò chuyện của hai vị tu sĩ là Thượng tọa Thích Nhật Từ và Hòa Thượng Thích Bộ Chánh được tác giả Nguyễn Nhân ghi lại nguyên văn. Có thể thấy, dù tác giả không đưa ra bình luận, nhưng mặt nhiên những từ ngữ, cách nói trong đó đã cho thấy sự trần tục trong suy nghĩ của những người được cho là tu học, là sư thầy dạy Phật Pháp trong hệ thống giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Lạnh người với các chia sẻ làm truyền thông và kiếm tiền của các sư thầy. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tình Ai đang phát động chủ nghĩa dân tộc cực đoan? Ngày 12 tháng 9, luật sư Đặng Đình Mạnh viết trên trang Facebook cá nhân bài chiến dịch phát động chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Theo tác giả, một loạt sự việc vừa qua cho thấy hiện tượng dân tộc cực đoan đang phát sinh trong lòng xã hội Việt Nam, không chỉ đơn lẻ mà là cả một chiến dịch có tổ chức, mục đích hẳn hoi. Về bản chất, chủ nghĩa dân tộc cực đoan như chính tên gọi đã phản ánh tính chất tiêu cực của chúng, vì chúng bao hàm tư tưởng dân tộc hẹp hòi, thiển cận, gây chia rẽ, kích động thù hằn dân tộc trong nội bộ quốc gia và cũng là tiền đề cho khả năng gây bất ổn, tạo nguy cơ xung đột, nội chiến hoặc chiến tranh trên bình diện khu vực hoặc quốc tế. Và đây là hình tế trên trang Facebook cá nhân của luật sư Đặng Đình Mạnh. Tác giả chỉ ra trên thế giới từng có Đức Quốc xã chủ trương cổ suý cho chủ nghĩa dân tộc cực đoan mà cái giá phải trả sau đó cho nền hòa bình thế giới cực đắt cả cho nước Đức và thế giới khi ấy. Ở xã hội Việt Nam, tác giả sâu chuỗi ít nhất 5 sự kiện liên quan. Thứ nhất, sơn phủ cờ đỏ trên mái nhà. Thứ hai, tấn công vào giới nghệ sĩ có liên quan đến cờ vàng. Thứ ba, tấn công vào trường đại học Fulbright Việt Nam. Thứ tư, tấn công vào nam sinh Chu Ngọc Quang Vinh, thứ năm quân đội lên tiếng bảo vệ tư tưởng của đảng cho thấy sự biểu hiện của chủ nghĩa dân tộc cực đoan theo một chiến dịch đang được phát động và có mục đích hẳn hoi có tổ chức điều phối nhịp nhàng và đây là hình chiến dịch sơn cờ đỏ lên mái nhà tác giả đặt vấn đề vậy mục đích của chúng là gì và chúng là ai mục đích cả năm sự kiện đều đề cao giá trị của cờ đỏ và tư tưởng cộng sản tấn công vào những giá trị liên quan đến cờ vàng và phương tây Mục đích là yêu cầu giữ cho được sự chuyên chính cộng sản và tiếp tục chủ trương chống phương Tây. Chúng là ai? Tất nhiên chính là những kẻ hưởng lợi. Tác giả phân tích thế lực mới cầm quyền của ông Tô Lâm không hưởng lợi gì, nếu không muốn nói rằng họ đang bối rối. Vì cuộc tấn công này diễn ra ngay trước hàm chuyến công du của ông Tô Lâm đến Hoa Kỳ lần đầu tiên với tư cách nguyên thủ quốc gia. Điều này giải thích cho việc phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao phải nhanh chóng lên tiếng bên vực trường đại học Fulbright ngay sau khi trường này bị tấn công. Và bộ kênh truyền hình quốc phòng phải gỡ video đã phát. Và đây là hình video đấu tố trên kênh truyền hình quốc phòng. Tác giả nhận xét, giả thiết rằng ông Tô Lâm là người cải cách nghiêng về phương Tây thì chính ông cũng là người bị tấn công. Thế lực phát động chiến dịch tấn công lưu ý ông về những giá trị cộng sản sắc máu mà ông phải có bổn phận bảo vệ vẫn theo tác giả có ít nhất ba đối tượng hưởng lợi. Thứ nhất, các đối thủ chính trị bị thất sủng trong đảng của ông Tô Lâm. Thứ hai, nhóm quân đội thể hiện qua sự tấn công vào trường đại học Fulbright Việt Nam của kênh truyền hình quốc phòng qua nhóm dư luận viên nằm dưới quyền điều hành của Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và vai trò của Tổng cục Chính trị Quân đội về chống diễn biến hòa bình. Thứ ba, Trung Cộng. Tuy năm cuộc tấn công kể trên không đã động gì đến Trung Cộng, nhưng việc tấn công vào các giá trị phương Tây, bao gồm Hoa Kỳ, là có lợi cho Trung cộng và phe nhóm thân Trung cộng trong đảng. Tác giả cho rằng những điều này cho thấy quân đội đang nỗ lực tìm kiếm một vị thế đáng kể trên trong hệ thống chính trị. Một mặt, họ lên tiếng bảo vệ tư tưởng của đảng như cách giữ tính chính danh cho mình, mặt khác, họ sử dụng các nguồn lực trong tay để tấn công vào mọi biểu hiện diễn biến hòa bình. Tác giả đặt câu hỏi, phái quân đội chủ trọng làm điều này hay ẩn sau đó là sự thúc đẩy bởi bạn vàng phương Bắc. Bất luận thế nào thì sự xuất hiện của chủ nghĩa dân tộc cực đoan chưa bao giờ mang lại điều tốt lành. Trái lại, chúng chỉ mang lại tai ương cho cả những kẻ chủ mưu cổ suý hoặc phát động điều đó. Quân đội họ đang đùa với lửa. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Ai đang phát động chủ nghĩa dân tộc cực đoan? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.